Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay anh mới tải về điện thoại một cái game Tặc Răng 3. Thì mình sẽ cùng trải nghiệm xem là có phá đảo được cái game này không nhé. Bắt đầu vào nè. Ôi, tiếng to thế. Để anh cho ghét đi. Chắc tiếng như này là vừa. Ok. Cậu bé rừng xanh. Đấy, âm nhạc khá là vui nhộn. Đây là bảng hướng dẫn này. Chạ. Chúng ta sẽ điều khiển là cậu bé rừng xanh đi tiến lên lùi xuống nhảy đấy okay. Chắc mình có nhiệm vụ là ăn hoa quả ở trong rừng này. Đây ví dụ là trùng suối đầu tiên này đấy Việt dạ em không quên cái hàng ấy chưa có vâng. Có con rắn này cản đường mình này. Chắc mình phải tránh con rắn này ra đúng không? Để ăn những cái quả dưa này. À nhảy lên đầu nó là nó sẽ chết nhé. Nhảy lên đầu con rắn này sẽ chết. Wow, nhảy cao quá. Có cái dây ở trên cây này là mình sẽ nhảy cao này. Đấy. Hình như là cái màn hình của anh lại cái người của anh nó che mất cái thông tin. Anh sẽ kéo lên đây. Một màn chơi của mình sẽ có 5 mạng cố gắng duy trì. Đấy, trên đường đi sẽ rất nhiều hoa quả để mình ăn. Tất cả các con vật nào mình đều phải tránh nhé. Ăn thông tin này. Đơn giản hơn. Dâu tây này. À mình vừa ăn 3 cục đá thì bây giờ mình lấy đá để đáp cây. Người ta hướng dẫn đáp cái cây ăn thịt người này. Đáp 2 viên nó mới chết. Ồ ngon chưa. Ồ tí nữa thì không ăn được. À cái trái tim là tăng máu chứ không là để tăng mạng. Khi mà mình ăn được cái icon mà có mặt của cái bạn tặc răng này thì mới là tăng mạng ấy. Anh vừa ăn thì được thêm một mạng nữa là 6 mạng. Đây là ở trên bản đồ trên đây mình nhìn thấy anh thấy có một cái hang chắc là để sang cửa mới. Ở dưới này là nó có một cái thùng một con khí không biết là tức là khi mà mình xem quảng cáo thì mình sẽ vẫn thiếu rồi chị. Ô, đường vẫn dài ấy nhỉ. Đấy, mình nhảy qua mấy con chim này nữa. Nó không bị mất máu này. Ôi, đây toàn 7 cái cây con rắn này. Con rắn này. Ok. Ô. Sang đi vào mới rồi bạn. Quảng cáo ăn được 311 hoa quả nhưng mà không thấy có kim cương. Khả năng là mình phải vào cái hang đấy mới ăn được kim cương.
Nó đâu, nếu mà có hang mình thử đi vào xem như nào nha các bạn. Sang đi vào 2 này. Cái game này là game offline nên mình anh nghĩ là mình sẽ chơi đến bao giờ phá hết đảo của game thì thôi. Nó sẽ có 5 cửa đó các bạn. Đơn giản mà. Ok. Mình được đánh đôi. Màn hình của mình nó bị khuyết. Thế nên là ôi là dưới là có nước. Dưới có nước này. Không biết là nếu mà vào đấy thì có chết không. Ôi. À không có gì. À mình phải ăn hết chứ mình không bỏ lỡ cái gì. Thế thôi xuống dưới nhỉ. À nước thế không có gì. Ok. Cái màn hình của anh là màn hình khuyết. Giống như màn hình của những cái điện thoại hiện tại bây giờ nên là nó sẽ bị thiếu một số thông tin ở cái phần bên phải này. Nó bị thiếu một chút thông tin. À, đu dây à, cái này là đu dây nhá, không phải chết nhá, ăn đá đấy. Thế mình tụt xuống. No. Ô, dòng nước trôi hay quá. Hay chưa? Game này nói chung là cảnh rất là phong phú các bạn. Đấy. Đấy, hay chưa? Anh đang nướt ván này, đang nướt ván này. Cái vòng này có một số hoa quả là mình bị không ăn được. Úi dồi ôi, bắn như này đúng rồi luôn. Đấy. Ui, không gặp lại được rồi. À. Hay chưa? Chịu. Cái màn này nắm chuối này. Cái là ăn kiểu gì đây? À nó có hai tầng dây. Hãy thôi bên này này. Nó cái này nó ở bên này, này. Em không hiểu cái đấy. Hai tầng đu dây để mình ăn chuối này. Hả? Không không. Ồ. Nó giới hạn thời gian đấy ạ. À trong đấy là mình chỉ một cái bảng khác để mình ăn thêm hoa quả thôi chứ nó không phải là bảng chính. Nên là nó giới hạn thời gian của mình. Không có nàng tiên đi theo. Bạn đi theo là bảo vệ chứ. Cái quả này bỏ quá nhiều hoa quả quá. Mất máu à? Oh.
Ôi. Thoáng cái gì, không có gì. À. Ok. Qua bảng các bạn, nhưng mà bảng này chơi hơi kém. Bảng này bị bỏ qua nhiều thứ quá. Thế còn nhiều bán à, chắc là để video sau. Video này anh chỉ chơi hai bản đầu tiên thôi vì hết là chơi rồi. Đấy, mai sẽ chơi tiếp video 3 nhé. Này video dừng lại đây, chào tạm biệt các em. Nhớ like và đăng ký kênh của anh để ủng hộ anh tiếp video tiếp theo nhé. Chào các bạn.